Xin kính chào bà con nhé. Thời tiết mưa quá bà con, mưa liên tục. Chia sẻ bà con mưa gió để bà con không có lộ trình nắm được bà con. Mưa gió nữa bà con. Mong bà con đi lại có cái nơi trùng mưa lắm.
bà con ạ, cứ mưa cơn thế bà con sợ lắm, bất chợt là mưa này. Bất chợt cái mưa ngay bà con. Giới thiệu bà con em có bản xoa đen bán bà con. Bản xoa đen này. Máng tôn để ở vườn cho lợn con ăn được, mà gà ăn được. Máng ăn máng uống của gà bà con. Vịt biết là ăn được hết. Đấy. Mà có tét nước sơn hà nhựa, bà con nếu làm trang trại trong đường rất là phù hợp. Và về trong đường mà xây thì nó rất là vận chuyển, nó khó mà nó tốn kém, mà tính hiệu quả thì không thể lại được cái tét này được. Cái tét này di chuyển dễ mà mình di chuyển đâu cũng được, mà tuổi thọ của nó cũng phải từ 15 đến 20 năm, nếu mà có mái che thì 30 năm không phải suy nghĩ, không qua đập. Nếu không có mái che để thoải mái mưa nó cũng phải 10 đến 15 năm mà còn. Đấy. Thì là cái thời gian sử dụng như thế thì trên đường rẫy của mình quá tuyệt vời. Mình đón nước mùa mưa để mình sử dụng mùa khô vào con đấy. Rất là hiệu quả. Và ô doa và lưới B40. Đấy là ô yếp bạt, yếp tạp hóa vào con sắt khi 10 xây dựng. Đấy. Tạp hóa một thứ tí. Sắt xây dựng, sắt 6, sắt 8 là con. Đấy, một thứ tí. Đấy là con. Đấy là con. Đấy là con. Đấy là con. Kính chào bà con nhé.